Xin chào bà con nhé, em đang muốn giới thiệu với bà con cái vó cước đúc. Đây là cái kích thước của nó là 5x5 bà con nhá. Ôi giời, hôm nay đúng là trời mưa gió này, bà con thấy không, trời đang chuyển mưa, không có một đồng chí nào ra đây phụ được. Phải một cái để buộc vào cái đầu gạch đây. Cái vó này mà khi cầm bốn góc của răng lên rất là đẹp. Đấy, để vó cước đúc nha, kéo cực nhẹ tay luôn, cực thấm, không thấm nước. Đấy, không bao giờ biết thấm nước là gì luôn. Mà cái dòng vó này đấy, đi tất cả xung quanh là bằng biên, là bằng dây dù hết cho bà con này. Đấy, được vắt, được bao bọc mà những cái sợi dây như này. Mắt lưới ở đây nó là 2,5 này, 2,5 ngón tay út đây. Cước này là cước 4.0. Bên trong thịt dây rất là nhiều, đây là hàng vó thửa và làm theo yêu cầu luôn. Bà con cần kích thước bao nhiêu cũng có nha. Đây vòng vó cước đúc này á. Cái 5x5 này, mỗi cạnh của nó 5x5 này thì bà con có thể làm dạng vó bè rồi. Vó bè dạng có bè nhỏ rồi. Đấy, không có con người làm nên là buộc cục gạch vào đây. Bốn góc bốn cái tai nha. Bốn góc của bốn cái tai. Đây là những cái lây lây này là thịt nha, khi mà kéo xuống là nước nó võng xuống là tạo lên một cái lòng chảo cực đẹp luôn. Dùng lên này cho bà con xem để bà con biết. Thịt nó rất là nhiều. Đấy, được may như này là không bao giờ sợ bị sổ mắt ra nhé bà con ạ. Không bao giờ sợ bị sổ mắt, kéo cực sướng luôn. Dốc nước không thấm nước. Đấy, xin phép kết thúc video ở đây. Trời bắt đầu đổ mưa rồi bà con ạ.